sàng lắp ván ghép dầm để chuẩn bị đổ mái, chuẩn bị làm sắt rồi đổ mái. Ngày 30 tháng 4, các công nhân và các công ty về nghỉ lễ, đồng thời là những người đi du lịch, cho nên hôm nay ở ngoài đường rất là đông. Mình không được quay từ sáng nhưng đến bây giờ thì mình bắt đầu quay thì gần như không ngớt, từ xe bé đến xe to, từ xe máy đèo đôi đèo đồ này, các bạn nhìn thấy đấy, đông lắm. Toàn người đi công ty về nghỉ Tết lễ rồi, rất là đông. Ngồi xem không ngớt một tí nào luôn, rất nhiều xe. Dài như thế. Ngoài ra những chiếc xe du lịch này, biển số các tỉnh đi qua đây mình nhìn thấy là các tỉnh luôn. Đấy, toàn xe du lịch thôi. Mà giờ này bình thường xe khách thì không thể đông thế này được. Xe này toàn xe hợp đồng đi du lịch, ngày nghỉ cuối Tết có khả năng kéo nhau lên trên vùng thượng Lâm, Lâm Bình hoặc là Hà Giang, Đồng Văn, Mèo Vạc.
rất đông, chưa đi dừng một tí nào luôn. Mà người đi lên nhiều hơn là người đi xuống. Các đôi vợ chồng đi làm công ty hôm nay cũng đèo nhau về, rồi là mọi công nhân đi làm công ty hôm nay cũng về rất là đông. Còn tắc đường chỉ có một tí thôi mà tắc đường ấy, phải dừng lại hết, một chiếc xe quay đầu mà dừng hết. Thank you.
was tapping. This is not a Christmas. This is not a Christmas song. This is not a Christmas. This is not a Christmas song. This is not a Christmas. This is not a Christmas song. This is not a Christmas. This is not a Christmas song. My neighbors compete to see who can put up more blinding lights. The kids all wish away the month cause they want presents in sight. This year at me so mad, I've been bad. Got coal that is sitting under my tree. I think that my Christmas has died. Just a boy, Christmas brought so much joy. Couldn't wait for the presents and laughter. I couldn't sleep late at night, looking for Santa with lights. Those are the memories I still remember. Then I became a man.